bỏ beo ra có gì khác không? Bỏ beo qua đi thì nó đau hả? Nó hơi đau. Rồi bây giờ anh đeo đang beo đâu? Đang đeo á? Đeo cái đai. À vậy đó. Cứ đeo cái đai vậy. Cứ đeo suốt vậy đó, không đeo thì là đau. Không đeo á, bỏ ra đi á thì bị đau xuống thần kinh tọa. À thần kinh tọa. Hai bắp đùi nó đau xuống. Nó chèn hai cái bắp đùi đau xuống. Dạ. Rồi cái là đi đứng không được hay sao? Đi thì đau. Sáng thức dậy đi nó bị đau hai bên á, đi đi tiểu không được mà. Sáng nó đau quá thức dậy ngồi đó chứ muốn đi tiểu đi không được. Đâu có nuôi bệnh được, bị giữa là chưa dứt chứ. Nhớ hồi nãy là cái cuộc sống là mình kéo chưa hết, cho nên nó vẫn còn như đó. Nhưng mà cái quan trọng của ngũ bội tâm tinh á là nó giúp cho cái gân lưng nó mạnh trở lại. Rồi bây giờ là hồi nãy mình kéo cái đó là nó giãn hết toàn bộ rồi, thấy không? Bây giờ ngũ bội tâm tinh ha, bây giờ mình làm giống như cái đầu tiên mình làm đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Vẫn còn nguyên nhất đấy không? Nguyên nhất đấy. Ổn sơn phải không? Trời, cảm ơn nhiều lắm nha. Biết bao nhiêu người ăn trôi. Biết bao nhiêu người ăn. Thầy ra qua thầy ăn cũng có. Tụi tôi làm mà còn ít ít chứ. Cái này vứt mới là tiệc á. Sao mấy? Buông lên. Cà đó người ta không. Của anh sao anh không thấy sao? Lần thứ hai là ha. Lần thứ ba. Chứ không có chứ không chín đỏ. Để ăn sao cho nó khỏe lắm đó. Cá đi, dạ. Hớp 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 giờ là phải. Hết chưa thở rồi, hết chưa thở rồi. Nhưng mà anh đau nhưng mà đâu dừng được. Yếu, chứ. Dừng yếu bây giờ làm được từ từ. Cái quan trọng là dựng cái chân nè. Đó bác đội hơi rồi đó. Đó này nè. Rồi bị rút rồi dở đó. Thì bây giờ là nhưng mà mình không làm được quá nhiều bệnh quá. Mình tạm thời vậy thôi. Bây giờ mình bắt đầu quán tâm tinh. Bây giờ mọi người biết tại sao giờ nó có rút chân mà nó rút cuộc sống đó, thấy nó kéo cuộc sống không? Hay quá, giờ là ông này kỳ này ngó rồi bỏ đài đó, nhưng mà phải chồm đá mới được. Ông này không chồm đá không được đâu. Thiện mấy điều mình không hết khỏi được. Thứ nhất là nhịn ăn buổi sáng, thứ hai là phải hút không khí, thứ ba là phải chườm đá. Ba cái điều đó thì thực hiện được thì sẽ khỏi hẳn. Thầy dạy cái đó là phải theo anh đó, anh là phải. Rồi từ từ, từ từ đứng dậy. Rồi kéo quần xuống đi. Rồi bình tĩnh đứng dậy, quay qua đây. Nói
Rồi, từ từ đứng dậy đi. Rồi, ok. Sao? Thấy bình thường ha. Rồi, anh đi qua bên đây đi tới rồi, đi nhanh lên chút không sao đâu. Voilà. Rồi đi qua lại. Mọi người thấy người anh thẳng lên chưa? Thẳng nhiều. Rồi bây giờ đi nhanh đi. Dạ. Wow. Đi tự nhiên. Rồi cái quan trọng là cái liền. Không hết luôn á, là trở về bình thường như cũ à. Đấy, tại vì là vô thì nó còn sượng. Ừ. Trên cũng bị mà dưới cũng sượng. Yeah. Còn bây giờ là lưng rồi êm ru rồi phải không? Thẳng là bây giờ là vậy nè. Anh nghe lời tôi chỉnh cái lưng lại rồi. Nè, tôi chỉnh cái lưng lại rồi, bây giờ lưng anh thẳng lại rồi không có vấn đề nữa. Mà cổ cũng hết rồi. Do đó là bây giờ anh nghe lời tôi. Ha, là bây giờ anh không cần đai nữa. Nhưng mà anh phải thực hiện mấy điều của tôi. Thứ nhất là nhịn ăn. Thứ hai là hút không khí. Thứ ba là chườm đá. Thì mọi người sẽ hướng dẫn cho anh làm. Rồi bây giờ anh thấy là trên thực tế là tại vì anh sợ. Mọi người tránh giùm ra đây, tôi hết đi. Tôi cho anh chạy. Ha, tại vì là anh này anh đi còn không xong thì làm gì có chuyện chạy. Nhưng mà mọi người nhớ hồi nãy là khi mình bấm cái lưng á, mình đã kéo lại các cái khớp xương anh ta lại, cái gân anh mạnh ra lại rồi. Bây giờ anh này đi, bây giờ anh bước nhanh một cái rồi bắt đầu anh chạy từ 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 lên, anh không còn đau nữa. Ok đi, rồi đứng dậy đi. Rồi rồi đó, rồi bắt đầu anh đi, anh đi nhanh vô tôi đi, không còn nữa. Rồi ok, ngon lành. Bây giờ anh đi thẳng ra, không còn ngưng nữa. Rồi, dạy, ok, oh, đây, ngon lành chưa? Đấy, thấy chưa? Rồi, chạy qua luôn, cho thiên hạ sợ lên chơi. Quay, quang hô. Rồi, xin chúc mừng anh. Không? Ok. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.